thành viên của tập đoàn Nguyễn Hoàng, một trong 14 trường iSchool trên cả nước. Sự lựa chọn hàng đầu dành cho học sinh mong muốn học tập trong môi trường giáo dục hội nhập quốc tế. Welcome to iSchool Nha Trang. Chào mừng các bạn học sinh đến với trường iSchool Nha Trang, nằm ở vị trí trung tâm thành phố Nha Trang. Khuôn viên trường bao gồm những dãy phòng học được trang bị máy lạnh, thiết bị dạy học hiện đại. Ngoài ra, trường còn có sân chơi thể thao, hồ bơi, giúp các bạn rèn luyện thể chất, tinh thần sau những giờ học trên lớp. Khi học tại trường iSchool Nha Trang, các bạn sẽ được tham gia chương trình học bao gồm chương trình tiếng Việt của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình tăng cường tiếng Anh và chương trình kiến tạo doanh nhân trẻ. Chương trình tiếng Việt vận dụng tối đa phương pháp giảng dạy mới ITL là phương pháp giáo dục đặc biệt được iSchool xây dựng dưới sự tư vấn của đội ngũ chuyên gia Hoa Kỳ và Viện Nghiên cứu Giáo dục Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Ứng dụng công nghệ thông tin với nhiều kỹ thuật dạy học và đánh giá mới, phát huy tính tích cực, tư duy phản biện, sáng tạo kỹ năng hợp tác làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tạo hứng thú cho học sinh chủ động tham gia các bài học hiệu quả, thoải mái. Song song với chương trình chuẩn của Bộ là chương trình tiếng Anh tăng cường theo chuẩn Cambridge, nhằm rèn luyện kỹ năng nghe, nói cùng với giáo viên bản ngữ một cách lưu loát, hoàn thiện kỹ năng giao tiếp. Bên cạnh đó, chương trình kiến tạo doanh nhân trẻ là một chương trình đào tạo mang tính hệ thống toàn cầu hóa, nhằm giúp các bạn phát triển sự tự tin, tính tự lập, tinh thần trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, sống có khát vọng. Cùng với hoạt động chính khóa, nhà trường chú trọng các hoạt động ngoại khóa, hoạt động dã ngoại, hoạt động thể thao văn nghệ, hoạt động từ thiện để chúng ta được trải nghiệm, rèn luyện tài năng, nhân cách và bồi bổ những giá trị nhân văn truyền thống. Đến với iSchool Nha Trang, các bạn sẽ được tiếp cận môi trường học tập hiện đại, thân thiện, sáng tạo, tôn trọng và nhân văn. Một tập thể học sinh giàu kỹ năng, sáng tạo, có trình độ ngoại ngữ, trải nghiệm, tự tin hội nhập trong môi trường quốc tế. Đội ngũ giáo viên iSchool Nha Trang được trang bị tư duy đổi mới, phương pháp giảng dạy sáng tạo và đặc biệt là tận tâm và quan tâm từng học sinh. Giáo viên còn thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện từ đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước để nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ. Everyone, I am Annie from class 7-3 at iSchool Nha Trang. After having an amazing one-year experience at iSchool Nha Trang, I could deeply feel that iSchool Nha Trang is a very friendly and creative environment that I have surrounded myself with. And here, not only I am fully educated, I am also learning how to be a better person. And I am very grateful that iSchool Nha Trang has given me a chance to be a better version of myself. On the occasion of iSchool Nha Trang 10th anniversary, I wish that all teachers and friends day by day is more successful. Hello everyone, my name is Chloe and my class is 1B. Today I will tell you a word about I'm gonna thank you to my school. I adore going to school very much because there's a lot of fun every single day at school. I would like to say thank you to all my teachers for always by my side and loving us. I love iSchool Nha Trang so much. Thank you for your attention. Hãy đến với iSchool Nha Trang, nơi các bạn được ươm mầm và tỏa sáng.